sản phẩm tẩy tế bào chết body đã không còn quá xa lạ đối với chị em phụ nữ, bởi chúng là công đoạn không thể bỏ qua trong việc làm đẹp và chăm sóc làn da. Trong số đó chúng ta không thể không nhắc đến sản phẩm đang làm mưa làm gió, đó là tẩy tế bào chết đô chính hãng. Liệu dòng sản phẩm có thực sự đúng như lời đồn? Trong video này mình chia sẻ cho bạn về những công dụng tuyệt vời của tẩy tế bào chết chính hãng mà bạn không thể bỏ qua, nhưng mà bạn phải nhớ lý do mua hàng chính hãng nhé. Để bạn không phải hối tiếc, không ân hận cả đời khi mua nhầm phải hàng giả đấy, bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. việc sử dụng tẩy tế bào chết đô chính hãng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em bởi chúng mang đến rất nhiều lợi ích khác nhau khi dùng như là đối với sản phẩm tẩy tế bào chết đô chính hãng được đóng ở dạng hũ to và sử dụng được khá lâu tiết kiệm cho người dùng chất kem tẩy da chết này mềm mịn như bơ cùng với các hạt giúp không quá to nên khi chúng ta xoa lên trên da sẽ không bị rát nhưng vẫn đủ để lấy đi lớp da chết da khô hay xỉn màu chúng ta chỉ cần massage nhẹ nhàng từ 15 đến 20 phút rồi rửa lại với nước sạch để cảm nhận được làn da căng mướt mịn màng đặc biệt là mùi hương lưu lại trên người sau khi tắm sẽ thoang thoảng tự nhiên và giữ lâu. Sau thời gian sử dụng sản phẩm là bạn đã thấy làn da mịn màng hơn. Hơn nữa sản phẩm tẩy tế bào chết đô giúp loại tẩy tế bào chết loại bỏ được vùng da khô và xỉn màu, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Điều này giúp cho da trở nên căng bóng hơn, giúp các chị em tự tin hơn với làn da của mình, với kết cấu kem mịn và không quá đặc. Các hạt giúp sẽ không làm da bị tổn thương nếu như bạn có lỡ trà sát mạnh. Sản phẩm tẩy tế bào chết đô chính hãng đã và đang được nhiều chị em lựa chọn. Ngay sau khi mở nắp là bạn đã cảm nhận được mùi thơm của trái cây. Đó là hương thơm ngọt ngào tự nhiên và không bị hắc bởi các hương liệu. Những hạt giúp của sản phẩm này nhuyễn mịn, khi chúng thoa vào da mà không bị ma sát như những loại tẩy da chết khác. Ngay sau khi đã rửa lại cùng với nước sạch bạn đã cảm thấy được sự mịn màng và láng bóng của làn da. Đặc biệt là mùi thơm thoang thoảng của sản phẩm luôn lan tỏa và thời gian lưu hương dài lâu. Bên cạnh đó để tăng thêm sự hiệu quả, của sản phẩm bạn hãy kết hợp cùng với kem dưỡng body nhé. Tẩy tế bào chết đô hiệu quả tốt, nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tẩy tế bào chết đô hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.